Rồi xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của anh Dũng ha có tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa là một số cây mai ghép giống giảo Đao Phúc nè, giảo siêu bông Sài Gòn ha cả nhà. Cây rất là đẹp nha cả nhà, giá rất là ưu đãi phải chăng luôn cả nhà ơi. Mình tranh thủ mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của anh Dũng ha. Giá rất là mềm luôn nha cô chú anh chị mình. Thì không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình và gặp luôn ông chủ để ông chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Thì nó đa phần những cây bên vườn của anh Dũng là đã ghép già mùa ha cô chú anh chị, nên là nụ là bao nụ hết cho cả nhà mình ha. Lát em sẽ quay rõ nụ cho cả nhà mình xem nha. Rồi ông chủ ơi. Rồi xin chào quý vị các bác xa ha. Để được cây vô lưu rồi mấy giống mai cho Tết nha. Rồi cây đầu lai của em là một cây giáo Thủ Đức già mùa nha. Rồi giáo Thủ Đức ha. Rồi. Cây này mình ghép được mấy mùa ông chủ? Cây này ghép được 7 mùa, 8 mùa rồi nha. 7 8 mùa cả nhà. Trời ơi nụ nè. Trời to nụ sáng nụ lắm nha cả nhà ơi. Nè. Nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà, em quay ở đầu nhánh thôi cả nhà nè. Nụ rất là nhiều luôn nha cả nhà nè. Rồi, đem quay kỹ cái đế ha. Cái đế nó bàn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi. Nó lạt á. Nó lạt. Được rồi. Cái này là do nó nặng quá, kinh lên mình quay không nổi cả nhà, nên là quay về cả nhà thông cảm ha, xem kỹ kỹ giùm em nha cả nhà. Đế nó bàn nôm 24 giờ luôn cả nhà ơi. Đế bàn 24 giờ luôn nha. Đế nó bàn 24 giờ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bỏ đều 24 giờ luôn nha. Hoành điểm này là được 35 nha. Rồi. Da nó bằng ôm luôn cả nhà ha. Nè, bo này cả nhà, mặt bo nè. Cái bo nó bự hơn tay cái em nhiều nha cả nhà. Nó bằng giò cái em luôn cả nhà. Ngang là 1m6. Tán ngang 1m6. Cao 1m2. Rồi. Cao 1m2 ha. Cao 1m2 ngang 1m6. Rồi. Cây này mình giao luôn nha ông chủ. Cây này giao luôn là 5 triệu nha. Bao phí nha. 5 triệu. Bao 200 cây số ủng hộ. Bao phí 200 cây số ha. Rồi. Rồi, để rất là quái luôn cả nhà ơi, rất là đẹp ha. Này nếu được là 200 cây số nữa máy em giao xe. Là bao nguyên chậu. Rồi, là ship rất là nhanh nha cả nhà. Đi tầm vài tiếng hồ là tới cả nhà ơi. Đó, cây rất là ngon nha. Rồi mình đổi cây nha ông chủ. Rồi. Cây số 2. Là một cây Đao Phúc nha. Ôi tàn quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cây cũ nè. Gốc như con thú nè. Con thú nằm này cả nhà, cái đùi nè. Cái đùi. Dạ, nè. Dạ, đẹp cây lắm rồi. Tăng đây là cái đầu nó hở mới ghép nè, nó bị chạy đầu rồi nha. Này nói chung là mình test keo nó khô là hết cả nhà, không sao đâu cả nhà ơi. Chứ không phải là nó bị gì đâu. Rồi. Ngay cái bo ghép của nó là được 14, 13. Rồi. Này đo cũ thì đo không được chứ. Đo từ đây, từ ngay đây nè, từ ngay đây dòng xuống này. Dòng qua luôn. Dòng này là được 53. Rồi. Đa phúc nha cả nhà, nụ siêu nhiều luôn cả nhà nè. Nụ to không cả nhà ơi, nụ sáng nụ lắm nha. Tán ngang là 92. Rồi. Cao 68. Rồi. Rồi cây này siêu lưu là 1 triệu nha. 1 triệu bao phí nha cả nhà ơi. Bao phí. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Số 3. Rồi. Cũng là cây đa phúc nha. Dọc nhà cũ luôn. Nhà ơi. Ồ. Quá trời cái cũ cả nhà ơi. Trẻ con nó bệnh cứng ngắc hết trơn. Rồi nè, như con thú nè, cất cái đầu lên cả nhà, cái tai này ha. Bò rất là đẹp nha. Quanh là 11. Rồi, nụ là dày đặc nụ luôn cả nhà. Cao 1m. Ngang 50. Rồi. Mấy cái này á, là mấy cái đầu cắt này là cắt nung lại cho cái bông nó bự nha cả nhà. Là cho tàn nó tròn và là cái là bông nó nung cái nụ lại nuôi nụ đừng nụ bông nó to nha cả nhà ơi, chứ không phải là mình cắt thấy bo nha cả nhà. Rồi cây này cũng sơ lưu là 1 triệu nha. Đổi cây. Đúng. Rồi. Làm siêu bông nha. Tàn khá luôn cả nhà ơi. Siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Đế nôm luôn, đẹp luôn à. Đế sổ xuống rất là đẹp nha cả nhà. Rồi. Nè, ghép mình ghép gỡ lên nè. Ghép gỡ xong nha. Chứ. Nè, đó, đây nó cả nhà. Quanh là được 11. Rồi. Siêu bông ha, nụ cũng khá nhiều nha cả nhà, rất là nhiều luôn, cây này chơi tết là tuyệt vời. Cao 89. Rồi. Ngang 77. Rồi. Cây này xin vô luôn là 1 triệu 2 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Số rồi. 5. Cây mã số 5. Là cũng là siêu bông Sài Gòn luôn nha.
Cây này thoát thân thấp như cả nhà ơi, mà tàn tròn quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Một củ. Nhìn liền cây này cho em cả nhà ơi, cây này quá đẹp. Một củ luôn nè. Nè, chỗ ghép gỡ nè cả nhà, cái dây gòn cả nhà đây, thấy không? Nó cái dây gòn này ha, tại chưa tháo nha, cái dây đó là nó tự mục nha cả nhà. Quanh là 11 nha. Rồi, nguyên cái củ nè cả nhà mình xem á. Ồ, quá đẹp. Rồi không. Rồi chiều cao tán ngang nha ông chủ ơi. Ngang 82. Rồi. Cao 84. Rồi cây này sẽ luôn lên 1.1 nha. Rồi đổi cây. Đốc kìa. Rồi cây số 6 cũng là cây siêu bông luôn nha. Cây này tàn cũng khá dễ thương. Nó nguyên cổ này như có hai cái chân nha cả nhà, như dáng đứng bánh tre nè cả nhà ơi. Đó. Quá đẹp. Rồi thông số luôn chú ơi. Cái cây này thuần chậu hết nha. Đóng mình bó bầu cũng không sao nha cả nhà, bình thường nha. Hoành là 11 luôn. Rồi. Cao 86. Ngang 70. Rồi. Cây này siêu là 1 triệu nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Ấy. Mã số 7 cả nhà ơi. Cũng là cây siêu bông nha. Rồi. Bộ đế hết hồn. Đồ rất là ngon nè cả nhà. Bộ đế trời ơi này như con bạch tuộc nè cả nhà. Bỏ chân xuống đều rang luôn cả nhà ơi. Quá đẹp. Hoành là 12. Rồi. Ngang là được 67. Rồi. Cao 78. Rồi. Rồi cây này sẽ luôn là 1.1. Rồi mình đổi cây luôn ha. Mã số 8. Nụ trời ơi quá trời luôn. Giống này giống gì ông chủ? Siêu bông luôn nha. Rồi siêu bông Sài Gòn luôn ha ông chủ. Quá trời nụ nha cả nhà. Cây này chơi Tết ngon lành nè. Cụ đế thú nằm luôn. Y như thú nằm á. Nằm dắt cái chân chéo quá ha, dễ thương lắm cả nhà ơi. Rồi thông số. Hoành là 11 nha. Rồi. Tán ngang là được 86. Rồi. Cao 86 luôn. Rồi. Rồi cái này xin lưu là 1.2 triệu nha. Rồi, đổi cây ha. Mã số 9 nha cả nhà. Rồi siêu bông luôn nha. Ồ, nguyên cái vàng đá nè, nó nơm sổ xuống rất là đẹp nha cả nhà ơi. Bỏ ra nè, ồ ôi. Này lên chậu chậu dĩa rất là đẹp nha cả nhà. Hoành là 11 luôn nha. Rồi. Nụ mấy cái này giữ dằn cả nhà ơi. Ngang là 71. Cao là 78. Rồi. Cái này siêu lưu là 1 triệu nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, là một cây đa phúc dáng đỏ nha. Mã số 10, một cây đa phúc dáng đỏ nha cả nhà. Ghế nằm nè cả nhà ơi. Ghế nằm. Nó to lên ha. Nằm rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Thì những bình trà đó. Rồi. Xách về để uống nước. Nụ bự nha cả nhà. Nụ to to luôn nè cả nhà ơi. Nụ sáng nha cả nhà. Chùm chùm luôn cả nhà ơi, dáng đỏ nha cả nhà. Cái này vô chậu ống cao sẵn ha. Này mình lấy mình xếp chậu luôn ha ông chủ. Xếp chậu luôn. Rồi. Hoành là 10. Đổ nó là 50. Ngang 36. Rồi. Cây này xin vô là 400 nha. Rồi 400 ngàn ha. Rồi. Cũng rồi. Cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi cuối clip xin chào và hẹn gặp lại ạ. À. Số điện thoại của em là 038 546 2998 nha. Rồi. Rồi xin chào ạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là anh Dũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho anh Dũng cái clip trước cũng như là clip này ạ. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì mình ủng hộ cho anh Dũng cũng như là kênh nha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình nha.